đầu trong Hero Team. Bắt đầu. Ok. Tôi trước. Phong cầm trước. Phong cầm trước thì nghe. Tôi trước mà đấu gì kỳ vậy. Rồi không. Không kệ đi. Bây giờ Phong cần. Bây giờ em trả lời là Phong cần giỏi đấy. Thôi thôi được. Rồi bây giờ đọc ra. 3, 2, 1 bắt đầu. Đọc nhanh. Xanh. Xanh lợt. Đỏ. Tím. Ok, hello cho người đến với channel của mình là Sam. Đây chúng trở lại với kênh channel của mình tên tên. Và trước khi xem video mà đừng quên nhớ like, share cho mình và tất cả thành viên trong Hero Team mình nha. Và đừng quên điều này, đó chính là hashtag số 5 hashtag đã xem hết. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là các bạn xem từ đầu đến cuối không tua một giây nào luôn. Và đừng quên bỏ đến 5 đến 15 giây xem quảng cáo giúp mình nha. Để mình có bị tôm ăn sáng nha cả nhà ơi. Ok, thank you mọi người rất nhiều. Thì hôm nay như mọi người thấy là cái bảng đỏ với chấm hỏi này, mọi người nghĩ hôm nay video làm gì không? Đúng rồi, nếu các bạn đoán đúng đừng quên comment phía dưới cho mình biết nha. Hôm nay mình bắt cóc được hai người, đó chính là Mèo Simi và Phong Cực TV. Đó, thấy chưa? Vì hôm nay trời ơi, hôm nay tôi bắt cóc được hai người nha, cẩn thận nha. Không, hai người hết. Gì? Sao? Tính ra là người ta đang nằm ngủ, bà vô bà chối tôi như là bà chối một con lợn, một con heo. Xong bà bỏ tôi lên xe, bà chở tôi vô đây. Trời ơi, trời, chỗ này chỗ nào? À trời ơi, chỗ này là cái chỗ mà cái map của tôi mà sao bà có map tôi được vậy? Trời ơi, vậy hay đúng không? Trời, hôm nay mình bắt cóc Simi và Phong Cờ hôm nay là đến hành đấy. Ok chưa? Bây giờ ai mà trả lời đúng như lục củ như hoàng, tôi biết ai mà trả lời đúng có thể được sống, còn người nào trả lời sai thì sẽ chết. Kha 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 kha. Đó, chuẩn bị chưa? Gì? Tôi là bạn trai của bà mà bà cũng muốn giết tôi luôn hả? Thôi, xuống đi. Nói nhiều. Bây giờ trong trò chơi này không còn tình nghĩa chia ly gì hết. Bây giờ trả lời đúng sẽ được sống, trả lời sai sẽ chết. Ok, tôi không cần đợi chờ lâu nữa, bắt đầu video thôi nào. Let's go. Đó, bây giờ mọi người nha, ai mà trả lời sai sẽ bị chết nha. Trời, khóc khóc làm gì? Trời, làm như oan lắm á. Bà hết thương tôi ngày trưa rồi. Trời ơi, về coi. Dạ, bên, ok. Nhưng bên là lúc. Ok chưa, chuẩn bị chưa, bắt đầu nha. Ok, nghe, lắng tai nghe cho rõ nha. Trời, nghe sai cái là tôi đọc mà mấy người trả lời chậm là bị chết đó. Ok, câu hỏi đầu tiên về tôi nha. Ai, tôi nói nghe nè. Bây giờ nha, ai mà muốn trả lời phải bấm chuông. Đúng rồi, reng, đúng rồi. Không có tu, reng nha. Sim, bây giờ tu test chuông nha. Ở Phong Cực, test chuông. Treng treng. Rồi, giờ Simi test chuông. Nhá nhờ. Vậy là cái chuông rồi. Nhá nhờ, trời. Tôi đặc biệt lắm. Trời ơi. Ok, rồi. Bây giờ bắt đầu nha. Ok, khoản đầu tiên về Sami Đào nha. Bây giờ 5 khoản đầu tiên là về đến tôi. Còn 5 khoản sau tôi sẽ nói về Hero Team nha. Ok, khoản đầu tiên. Bắt đầu nha. Tính đến hiện tại Sami bao nhiêu shop? Đó. Trời đất ơi, Sami bao nhiêu shop hả? Trời ơi trời, ok rồi, để tôi tính lên hùng rồi. Sami. Nhanh lên. Ok ok, mẹ Sami trả trước. Ok, trả lời trước. Trời, sao nhanh vậy? Hiện tại là Sami được 219k subscriber. Ôi, Sami là trả lời đúng rồi, Phong Cực không trả lời được. Xuống. Đó. Hiện tại Sami đã được 219k sub nha mọi người. Đó, thấy chưa? Trời ơi, ông trả lời chậm quá à. Trời ơi, người yêu tôi mà không biết sub tôi luôn. Trời ơi, bà trả lời câu hỏi. Bà hỏi gì mà nó gọi là sao ta, nó dễ nhớ hơn đi. Subscribe ngày nào cũng tăng, sao tôi biết được. Rồi bây giờ câu này nha, không ai trả lời được. Tôi giật nha, cái câu này chắc chắn hai ngày sẽ biết luôn. Hai ngày này gần nhà tôi mà. Thấy không? Ok, câu hỏi thứ hai bắt đầu. Thì Sam ghét ăn con gì nhất? Đó, vậy. Rang. Ok, Phong Cực nha, Phong Cực về trước. Đó. Ăn con nhện. Nhện. Sai. Ok, Simi. Ăn con cá. Trời ơi, đúng rồi, trời ơi, tôi ghét ăn con cá chứ không biết à. Xuống. Trời ơi. Ủa gì kìa, bà ghét nhện chứ bà. Tôi ghét ăn con gì chứ nhện, nhện ai mà ăn trời. Kỳ cục, các bạn ơi, nghĩ sao, ai ăn nhện trời. Trời ơi, biết tôi gì ăn cá mà còn không biết nữa. Trời ơi, em tôi hiểu tôi hơn ông nữa. Trời ơi, người yêu gì đâu. Dễ sợ. Ông à, đây hai điểm đây không điểm nè. Tức gì mà tức. Đúng rồi. Rồi, bây giờ này. Ôi, bây giờ câu hỏi. Ok, hai không rồi. Bây giờ quả thứ ba nha. Ok, câu hỏi này khá ai cũng biết luôn mọi người. Số xu hiện tại trong nít của Sami Đào bao nhiêu? Trời đất ơi, trời ơi, bà hỏi thì tôi biết. Chết liền luôn trời. Trời ơi. Cho khoảng đi được không? Cho khoảng đi. Tôi là người nghèo nhất trong trong team mà biết mà. Không xu, Do Phong. Ê,
nên không có quyền trả lời. Simi thắng, Phong Cận thua. Tiếp. Trời ơi, 3-0 luôn. Trời ơi, lần đầu tiên tôi thấy Phong Cận núp dưới sợ luôn mọi người ơi. Không số đúng không? Đúng rồi, không số. Trời ơi, dễ lắm mà. Tức quá. Ủa bây giờ, Phong ơi, ông cố gắng nghe nè. Ông gỡ lại điểm. Trời ơi, 3-0 thua con gái luôn trời. Rồi bây giờ câu hỏi thứ ba này, dễ nè. Linh vật của Sammy là con gì? Đó. Trời ơi, anh nhanh dậy lại nha. Linh vật của Sammy là con gì? Ok, Phong Cận. Con mèo. Sai. Đến nhà. Simi. Gấu tuyết. Trời ơi. Trời ơi, mày là kia mẹ là tim vậy. Ủa sao tôi thua hoài vậy? Trời. Mèo. Ủa, người ta tên là mèo Simi mà tại sao lại là con gấu tuyết? Ông không thấy một con gấu tên mèo hả? Ừ. Chưa bao giờ thấy hả? Ừ. Con gấu tên mèo. Trời ơi. Trời các bạn ơi. Rồi chấp nhận luôn, chấp Phong nhận luôn. Phong Cần không hề biết Simi là linh vật con gấu đó mọi người. Trời ơi. Phong Cần ơi. Ông là gì vậy? Trời ơi. Simi ông đừng nói tôi là ông tưởng Simi là mèo nha. Ủa Simi nó là con mèo mà. Trời ơi. Tên của em. Trời ơi. Ok bây giờ mấy không rồi nhỉ? 4-0 rồi đúng không ta? 4-0 rồi. Trời ơi, Phong Cần ơi, cố lên. Trời ơi. Philippines về ra Việt Nam. Rồi câu hỏi tên cuối cùng là câu hỏi này rất là câu hỏi này ông đã từng nghe rồi nha. Câu hỏi cuối cùng nha. Câu hỏi cuối cùng về tôi thôi. Sammy là tên do tôi tự đặt hay là Simi đặt? Nha nha. Gì không? Thôi cho Phong trả lời. Thôi cho Phong trả lời trước đi. Cho Phong trả lời chứ tôi cũng không. Hình như hồi nãy bà nói gì tôi không nghe rõ. Sammy là tên của do tôi tự đặt hay là Simi đặt? Đó, chồng trời mình. Ơi, Sammy là do Sammy tự đặt chứ ai tên của bà của mình thì mình phải tự đặt chứ. Trời ơi, Ok. Thì ván đầu rồi thì sau khi mà ván đầu thôi là Phong Cần lấy được cho mình là 1 điểm rồi. Ghê không? Trời ơi, ghê quá trời luôn. Ghê. Đó, ok, Simi lấy được 4 điểm nha. Ok, đây là màn 2 nha. Ô, con Phong ơi cố gắng gỡ điểm. Phong ơi thua con gái nhục lắm. Trời ơi. Cố lên. Rồi. Bây giờ câu hỏi dành cho về healthy nha mọi người. Ok, vàng 2 bắt đầu. Đó, thì câu hỏi đầu tiên. Ai là thành viên có khả năng ngủ nhanh nhất? Nhanh. Đang. Rồi, xong rồi. Nhắc tôi lại. Ai là gì? Timmy. Rồi, xong. Đó, Phong xuống đi. Trời ơi, Phong ơi. Các bạn biết sao, mình sẽ kể cho bạn một câu chuyện rất là hay. Đó. Tức là trong lúc mà mình... Lúc đấy là tụi mình ở homestay, mình Camu với Timmy đang nói chuyện với nhau rất là tình cảm, mình đang tâm sự với nhau. Thì kiểu lúc đấy là mình kiểu chị Camu là em. Ui vậy? Ba đứa vừa nói chuyện với nhau kiểu Timmy cũng vừa nói luôn, xong kiểu mình cũng đang deep kiểu Camu là ui gì đây? Thì chị Camu kiểu ok. Thì thật sự là Timmy có khả năng ngủ rất là nhanh mọi người. Đang nói chuyện xong ngủ luôn mọi người. Các bạn. Ồ, thật sự không? Ok. Rồi xong, Phong bay màu ơi. Ủa, Phong ơi đâu rồi? Phong ơi. Tôi không chơi nữa, tôi chết luôn, tôi tự nguyện tôi chết luôn. Tôi trời ơi, trời ơi, hồi sinh đi trời. Trời ơi. Thôi cố gắng nè, bây giờ tôi sẽ cố gắng hỏi thật dễ cho ông luôn. Ông trả lời được liền. Trời ơi, cố gắng đó nha. Trời ơi, giận. Mọi người ơi, ông Phong, trời ơi, trả lời thua con gái bây giờ giận dữ hơn rồi mọi người ơi. Trời ơi, thôi bây giờ nghe nè. Bây giờ tôi trả lời, tôi hỏi thật chậm nè mọi người, cố gắng nha. Ok. Thì trong heo tim linh vật nào có răng nhất? Răng. Ok, Phong trả lời trước. Ai tính ra là trong Hero Team nhiều người có răng nhọn lắm nha. Sammy là cá mập nè, cũng có răng nhọn nè. Siro là con chó sói cũng có răng nhọn. Đúng rồi, ông đúng rồi đấy. Ok, xin xuống. Đó. Ủa? Dễ mà, trời ơi. Ôi ơi. Ê, sau này nghe râm rung dữ vậy. Trời ơi, tôi chưa kịp. Ok, thì Phong cực đã cho mình được 2 điểm. Trời ơi, ghê không? 2 điểm Sim ơi. Trời ơi, con được 2 điểm rồi Phong ơi. Vui lên. Rồi bây giờ Phong 2 Sim là 5 đúng không Sim? Ồ trời ơi, Sim 5 rồi Phong 2 rồi. Phong ơi cố lên, Phong ơi cố lên. Cố lên. Đúng rồi, đúng rồi. Sim cố gắng luôn nha. Okay. Ok. Thì câu hỏi này mọi người phải cố gắng nghe thật kỹ nha. Cố gắng nhanh miệng nha. Ok. Đọc tất cả các màu trong Hello Team. Bắt đầu. Đang. Ok. Tôi trước. Phong tôi trước. Phong tôi trước thì nghe. Tôi trước gì kỳ vậy? Rồi khốn. Thôi kệ đi, bây giờ Phong cần nếu bây giờ em trả lời là Phong cần giỏi đấy. Thôi thôi đó. Okay. Rồi bây giờ đọc ra. 3 2 1 bắt đầu đọc nhanh. Xanh lợt, đỏ, tím. Rồi rồi. Chết rồi. Ông sai rồi. Rồi Simi đọc chậm nè, bắt đầu. 3
một, bắt đầu. Một, action, xanh đầm, xanh biển đầm, xanh biển ngạc, xanh lá cây, màu hồng, màu xám, màu đỏ, màu vàng, màu đen. Đó. Trời ơi, Phong ơi, làm gì đây? Một tiếng đâu ra vậy? Phong ơi, Phong ơi. Tôi không chơi, tôi về nhà tôi không chơi trời nữa. Trời ơi. Ủa mà trong tim mình làm gì có màu tím ta, tự nhiên hồi nãy tôi lại đập màu tím ta. Trời ơi, Phong kỳ thật sự, trời ơi, nhỏ mình có hai đầu tím đâu trời. Ok, thì sau khi gọi ok mọi người, thì sau khi gọi đàm phán một đoạn thì người chiến thắng trong cuộc thi này đó chính là Nho Nho Mẹ Jimmy, và Phong cần thu về cho mình số điểm là 3 điểm. Xuống tiếp. Ủa vậy em sao chưa làm gì hết mà xuống ngoài luôn á. Xin coi qua Phong cận này. Xin ơi. Giờ sao đây? Trời ơi. Còn vừa không em. Sao đến về. Chết rồi mọi người. Một người. Chết rồi mọi người ơi, Phong cận giỏi mình rồi. Phong ơi, còn thương tôi không? À, cho Phong ngủ đi, Phong ngất ngay rồi. Chết rồi mọi người ơi, Phong giỏi rồi. Nhưng mà trong cuộc thi này mình thấy công bằng lắm mọi người. Thì hiện tại thì Simmy đã mang về cho mình số điểm là 7 điểm đúng không Sim? 7 điểm đúng không? Hình như là 7 điểm đúng không ta? Ồ chắc là 7 điểm. Còn Phong cộng với mang về được 3 điểm thôi mọi người. Kệ đi, nói chung là Phong chắc như này là cố gắng rồi. Ok thì người thắng cuộc đó chính là mèo Simmy. Tèn tèn tèn. Đó, ok rồi mọi người, thì mình đã làm xong rồi. Mình nghĩ là mình không còn câu hỏi nào nữa. Ta sẽ báo thù. Con mèo kia một mèo ta sẽ làm thịt mi. Ta sẽ làm món canh mèo. Trời ơi, Phong cực bây giờ chỉ có ngồi ngao ngán mọi người. Ok thì cảm ơn mọi người đã xem hết tí này. Đừng quên nhớ like, share cho mình và tất cả thành viên trong Happy mình nha. Và đừng quên nhấn chuông bên cạnh để nhận thông báo mới nhất từ kênh mình. Thì nếu các bạn thích series này đừng quên là nhấn like cho mình nha. Nếu series này được đạt là 3k like thì mình sẽ làm tiếp nha. Ok thì bye bye mọi người, clip sau nha.